Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip đánh boss nha anh em. Đánh boss tiếp như hôm bữa vừa rồi. Làm clip đánh boss, đánh thua thì chửi, đụng má đánh thắng cũng chửi, đánh thua cũng chửi, thôi cứ để anh em chửi thoải mái. Nói chung là mình làm clip cho anh em coi mà, muốn chửi hay muốn khen gì đó là tùy anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục đánh boss ha. Và con boss hôm nay là con boss NT ở cao ở round round 25 trong hang động. Và bây giờ mình đi xét lại cái team của mình. Thì đợt trước mình đã đánh con Erika. Con Erika là con nhỏ mà mình đánh thắng đợt trước ở trong cái gì ta? Ê, con Erika là con ở trong cái hang ngay gốc cây á, cái hang tối á là mình đánh thua. Sau đó mình lên mình đánh thằng Officer gì đó. Officer gì San Santan gì đó mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà ở trong nhà tù á thì nó tặng cho mình một con Gomi, con rồng nhớt. Con này tiến hóa thành con rồng mạnh lắm nha các bạn. Và cái chỉ số của nó HPD lên tới 31 luôn, cực kỳ ngon luôn các bạn. Cho một cái con Pokemon xịn luôn. Rồi thì cái đó là Pokemon nó tặng thêm thôi. Cái ability của con rồng này là Sharp Shipper, tức là đánh với hệ cỏ, bị đánh bởi hệ cỏ thì nó sẽ tăng tấn công. Rồi kệ nó, cái đó là Pokemon nó cho thôi. Bây giờ mình sẽ set một cái team để đánh với con NT. Thì team đánh với con NT chắc chắn là phải có hệ lửa, tại vì nó là có hệ cỏ. Con đầu tiên như nó là hệ cỏ anh em. Con NT, con đầu tiên của nó là hệ lửa, hai con hệ lửa, một con hệ chim. Rồi phút sau mới là hệ cỏ với hệ nước. Vậy là mình cần set cái đầu tiên là đầu tiên của nó là hệ hệ lửa, chắc chắn mình phải set những con hệ nước. À, xét mấy con hệ nước ở khúc đầu, hai con hệ nước đi ở khúc đầu. Rồi tiếp theo ở giữa mình sẽ xét Blizzard với lại con Garchomp hệ rồng. À, sau đó ở khúc sau mình sẽ xét Pokemon hệ hệ lửa. Mình xét con khỉ lửa này đi. À, để đánh với lại ấy của nó. Team của nó thì chắc chắn là không có à. Có hệ ma đánh được không ta? Không, nó hệ cỏ, mình đánh hệ ma gì, mình đánh hệ lửa mới ngon. Mình thì không có nhiều Pokemon, nhưng mà những con Pokemon mình chắc là xài được ha. Những con Pokemon mình luyện chắc là xài được rồi. Team đó thôi, như giờ mình cũng không còn team nào khác. Team team con Vakarona này thì mới thôi chứ chưa luyện. Rồi team này đi ha các bạn. Team này đi. Ở phần trước thì nó cũng không có cho cái gì mới hết. Jacob hệ lửa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến vào hang của con tiến vào round 25 để đánh với con NT ha. Round 25 nằm đâu trời? Round 10. Round 25 mình như nó còn ở bên Kanto vậy. Rồi 22, 26. Em lắm đâu trời. Rồi 11, rồi 15, 18. Rồi 20. Love Island 21. 22, 29 rồi, 27. Ủa, 26. Ủa, nó nói ở Kanto mà. Ở ra 25 đây à? Ở đây làm gì có rau 25. Ok. Không đi sao biết được. Không biết là có không, không biết là có ra 25 hay không, cứ đi thôi. Rau 25, không biết là đánh được con đó không hay là nó còn đụng nhiệm vụ gì nữa không.
Giờ đi sang sang phải có rau 25. Cái rau này hình như mình chưa đi bao giờ. Có những cái rau mà bạn không đi bao giờ, chưa đi bao giờ phải đi thử để biết. Mình luôn sử dụng con đá đi theo để hỗ trợ cái việc mà ấy thôi, hỗ trợ cái việc mà chui hang. Rau ba này phải đi ngang qua nữa. Rau 4 này. Đi qua thành phố này chỉ còn một cái hang duy nhất thôi mà rau đó đâu có vô được đâu. Rau 25 đâu có vô được đâu ta. Rau 25 là rau này nè. Ủa, rau 24. Rau 25 là rau trên này nè, đâu có chui vô được. Thì rau 25 chỉ có duy nhất một cái hang thôi. Duy nhất một cái hang mà cái hang này bị đóng rồi. Đâu có vào được. Ủa vậy sao nó kêu là đấu với con nhỏ trong rau 25? Thấy ghét không? À, còn một chỗ nữa là trong cái tháp ma các bạn. Trong cái tháp ma có một cái thằng NPC cũng boss á. Giờ mình vô trọng mình đánh thử coi như thế nào. Nói thật thì mấy NPC mình chưa có rành hết cho nên cứ đánh thôi. Thì chừng nào bro thì mình sẽ đánh lên chế độ medium rồi chế độ ha. Còn giờ đang ở chế mình đang cù bắp cho nên mình chỉ đánh được ở chế độ mình đây chỉ đánh được ở chế độ sao ta? Chỉ đánh được ở chế độ easy thôi. Nào bro mình sẽ đánh được chế độ khác. Còn cái clip mình đang thiếu các bạn một cái clip làm đá mega thì phải đợi Pokemon của mình đủ 510 chỉ số EV mình mới luyện được tất cả Pokemon lên chỉ số 100 thôi. Chưa có luyện EV. Má nó cái hang này không có ấy. Không có Pokemon không qua được. Bạn đợi mình xíu nha, mình sẽ lấy Pokemon hệ điện. Hệ điện nó phát sáng. Còn cái cục tát này nó không cho qua các bạn, có đít mà nó không cho qua. Phát sáng lên con, xài repeat lên luôn, rồi tốc độ tối đa ra khỏi hang. Boss thì thường thường nó có chữ đỏ trên đầu các bạn. Đi kiếm đánh nó thôi. Nó lũ boss này đang đợi mình để mình lấy tiền của nó. Có rất là nhiều NPC boss luôn nha các bạn, để kiếm tiền tha hồ. Nhưng mà quan trọng các bạn đánh có thắng nổi hay không thôi. Nếu mà tầm anh em tầm thấy mà đánh thắng không nổi thì các anh em cứ đánh theo kiểu mà easy thôi, theo kiểu easy thôi, thắng mà được ít tiền, ít đồ, ít Pokemon xịn. Có Pokemon xịn em cũng có thể đi bán được mà, đúng không? Đâu nhất thiết là phải xài tới những cái con mà khủng khiếp. Rồi trung trung tâm ma nó có một cái thằng ở trên đây nè, mình nhớ. Có một cái thằng NPC boss. Ở trong đây là chỉ có ma với lại chuột thôi. Lâu lâu có mấy con mới. Đây, Urahara. Cái thằng này thì Pokemon của nó là hệ lửa, hệ chim, với lại con đầu là hệ giác đấu. Hệ giác đấu thì mình không thể nào lấy Blizzard ra mình đánh được. Hệ giác đấu mà lấy Blizzard ra là thua. Cho nên thôi kệ, lấy hệ nước ra cũng được. Rồi ok. I want to bat mẹ nó không đủ mạnh, hình như là nó có điều kiện. Rồi con thứ hai mình cũng thất bại là không có cho đánh. Con thứ ba là ông Vua Bí Ngô ở thành phố Vermilion City có một cái nghĩa địa
Chui vô nghĩa địa đó có ông vua Bí Ngô, hy vọng là mình được đánh lộn với ổng. Mình sẽ đánh ở chế độ easy thôi, tại mình cũng chưa có rành game này cho lắm, cho nên mình sẽ đánh ở chế độ easy thôi. Khi nào pro rồi mình sẽ đánh ở chế độ khác. Vua Bí Ngô ơi, vua Bí Ngô. Vua Bí Ngô là vua Bí Ngô. Các bạn nào mà thích Pokemon Ma thì có thể tới thành phố này đi kiếm. Giờ rồi, ok, mình đánh được giống rồi ha. Rồi mình đánh ở chế độ của ông có ý gì hả? Knock up à? À, Sugar Den, ok, Sugar Den đi. Mày cứ Sugar Den đi, con trai. Tao cứ chui xuống nước thôi. Mày đánh không trúng tao đâu. Tao chui xuống nước thì tao hồi máu được hai lần. Ôi lại Sword Den à, ok. Giờ thì triệt hạ mày liền. Tao tính chui xuống nước nữa mà thôi. Con này lại chui xuống nước. Này hay đá à. Rock. Tao lại chui xuống nước. Đó, mày còn cách nào mà đánh tao được không? Ôi, nó khóa chiêu chui xuống nước của mình. Nó khóa tất cả các chiêu còn lại, nó chỉ chờ mỗi cái chiêu chui xuống nước cho mình xài thôi. Thì ra chiêu đó là vậy. Tao lại chui xuống nước. Mau khủng khiếp quá vậy. Mất dạy, nó rotate nó hết rồi. Không được có miếng à. Mày thích chơi rồi test gì. Thích chơi bảo vệ chứ gì. Ăn điện của tao nha con. Con này thì hả? Nó quýnh mình vậy mà mình còn có chút xíu máu mà mình không chết, ghê không? Rồi mày tới số mày rồi. Vũ khí tối thượng của tao xuất hiện. Khi lửa tôm ngủ không. Ngủ không. Còn gì ạ? Thầy ma à? Ma ta cũng dùng lửa luôn. Cháy lửa chưa? Mà
mày cũng bị thôi. Sợ tao chưa? Tao bị độc rồi, tao mua không nó bị dính nội thương. Con này là hay tiên này. Con này là hay tiên hay hay thường, tao quên bà rồi. Nói chung hay tiên hay thường gì cũng cũng chết với tôi xích á, chạy đâu cho thoát. Rồi xong, ăn tô xít là thấy thua rồi, đường nào mà chạy được. Mình không biết là nó sẽ tặng cho mình cái gì nha các bạn. Ở con trước thì nó tặng cho mình một con ấy rồi, ở con này thì không biết là nó sẽ tặng cho mình cái gì. Để mình coi nó tặng cho mình cái gì. À, nó tặng cho mình một trong ba con Pokemon này, với lại mấy trái tăng chỉ số. Ok, mày cứ đánh tao đi, chút tao hồn cũng đầy máu à. Rồi, chiến thắng. Quá đỉnh luôn. Bạn đã chiến thắng. Nhận phần thưởng 9.600 tiền, 10 cái Okaberry, 3 BVE coin. Đù. Get lock kit. Ok, thank you. À, nói gì không biết. Rồi, Okaberry đã gì vậy? Okaberry, Okaberry là trái này nè. Berry sẽ tăng đam lửa hả? Khó hiểu quá nhỉ. 10 ok berry. Nó có cho mình 3 BVE coin nữa các bạn. Ủa, nãy nó nói nó có cho mình 3 BVE coin mà. Sao trong túi mình không thấy ta? Con tính là đánh với con bí ngô này thì nó không có khó. Con bí ngô này cũng được. Ủa, mình nhớ là như nó phải cho mình Pokemon chứ. Phần thưởng ngẫu nhiên mà. Chắc là nó sẽ cho mình một Pokemon á. Để mình vô trung tâm Pokemon mình coi có con Pokemon nào mới không. Có con Pokemon mới. Không có con Pokemon mới các bạn ơi, con này con cũ. Con này không cho Pokemon mới. Cái này là Summer BVB Coin Master. Mình không có. Return. Nó kêu mình tới shop hoa, shop héo gì đó. Chả biết nữa. Ok. Con đầu tiên đã diệt xong ha. Giờ mình sẽ kiếm con khác mình đánh tiếp. Ở đây có một cái chỗ mà của thằng Silot á. Ở đây có một cái chỗ của thằng Silot. Nó trú ngụ thì ở đây mình đánh được với nó thì phải. Không, ba chỗ này. Như mấy cái nhà này nè, một trong mấy nhà này nè. Đây nè. Có thằng Silot nè các bạn. Thằng Silot này để coi Pokemon của nó là gì. Dù bà ơi. Pokemon nó... Ồ, mẹ ơi, có mịt Mewtwo nữa. Khủng khiếp. Đổi đổi con lửa lên đầu.
Rồi đánh thử. Vô. Mẹ nó bắt mình phải có event à. Mình như bữa mình cũng có một con event đó. Có event không biết là của người ta cho hay của mình nữa. Hay là mình giục mất rồi trời. Nhiều khi giục mất không chừng. Thấy nó vô dụng quá mình giục mất rồi. Thôi giục mất rồi. Thôi giục mất kiếm con. Rồi bây giờ cái con tiếp theo mà mình phải đánh là con giáo sư. Giáo sư tiến sĩ ở trong AK ở trong cái phòng thí nghiệm ở trên đảo Sinabar Island này ha. Sinabar này ha, đảo Sinabar. Và mình phải tiêu diệt ông giáo sư ở trong trong này. Này là cái con boss thôi chứ thật sự không có gì hết. Vô mình né ông là xong gì. Mà khoan, trước khi né ông mình vô mình hồi máu cái đó. Kiểu đó mình sợ mình chết á bạn. Vô hồi máu cái đó. Ông giáo sư này chắc cũng có một số Pokemon để mình coi nha. Để mình coi ông có Pokemon hệ xịn không. Ông này thì Pokemon hệ lửa, cây cỏ, điện, nước. Con đầu tiên là hệ điện. Con hai là mình phải có lửa nè. Lửa đặt ở thứ hai này. Con đầu tiên là hệ điện. Hệ điện thì mình lấy con rồng đất ra đánh. À, con hai là con điện. Con ba con lửa. Lửa thì mình lấy nước ra mình trị. Lấy nước ra mình trị. Sau đó con thứ tư là con hệ hệ cỏ. Ấy con thứ tư là con hệ hệ nước với điện ra trị. Rồi, nó sắp vậy ha. Rồi. Team này là ok rồi, còn con cá mập răng đao này chưa được lắm. Mình sẽ thay con cá mập răng đao này bằng một con khác. Nó có con nào ấy không ta? Nó có con hệ nước này. Mình sẽ thay con đó bằng con hệ cỏ của mình. Rồi. Rồi giờ chiến đấu thôi. Chứ kiếm giáo sư Oaka. Ổng trong này nè, đúng rồi. Không biết là ổng chịu đánh với mình không. Ổng chịu đánh với mình ha. AC thôi. Yes. Ô mẹ, róc tôm của ổng là róc tôm ấy kìa. Khủng khiếp chưa. Má, nó không có bị ớt quay luôn. Ra gần lao thôi coi. À cũng thấm đấy. Nói chung là nó không có sử dụng bất cứ vật phẩm gì hỗ trợ cho nên mình đánh nó dẹp. Vì mình không cũng không có sử dụng nhiều vật phẩm hỗ trợ cho nên mình phải chơi kiểu mà kiểu dạng mà ý gì thôi. Con này là đáng lẽ là mình chơi hệ lửa nhưng mà thôi đánh hệ này cũng được. Nó ok ghê quá. Rồi nó chết rồi, khỏi hút. Con tiếp theo là con hệ lửa. Con này có cánh, quên. Chưa chết. Chưa chết mày. Ít ra cũng đánh mày được cái chứ. Chết thì chết nhưng mà phải đánh được một cái mới được. Rồi, mày thì đánh với con hệ nước của tao nha. Con hệ nước của tao nha. Rồi, đặt xe. Tiếp theo con gì đây? Ô mẹ ơi, cùng chung hệ. Chung hệ chơi Blast Canon với nó. Ơi chết mẹ rồi, hệ nước. Capul.
đi về. Đây là trận đấu dơ nhất lịch sử. Mình không thể nào xài con nước hoài được. Đánh được chừng nào mới chết. Phải dùng tới em điện thôi. Chết mẹ con bò điên. Con bò này hình như nó là hệ thượng. Nếu mà nó là hệ thượng không phải hệ đất thì mình xài điện bình thường mà. Nó bị điện giật rồi, nó bị tê liệt rồi. Mình tấn công nó được. Má kỳ kỳ có mỗi con quỷ nè. Quỷ ba hệ. Ý là nó xài được ba hệ chứ không phải là rồng. Nó mình hồi xưa như mình coi, mình nhớ là nhiều người coi nói nó là rồng đa hệ chứ không phải là rồng ba hệ. Rồng đa hệ. Nó xài chiêu hệ rồng, dĩ nhiên phải chết con này chứ, má mạnh vậy á. Khủng khiếp. Xài chịu hệ lửa với nó thấm mẹ gì hết nó mạnh lắm anh em, phải giỡn đâu, nó cũng khủng khiếp lắm á. Rồi nó chết rồi. Để coi nó cho mình gì. À, nhận phần thưởng. Độ khó là dễ. Cho mình được 12.000 Poké đô la. 8 ba sô berry. Ủa vậy thôi à? Không cho Pokemon à? Không cho Pokemon à? Không cho bỏ mòn thôi. Để mình chụp hình, chụp hình mình với ông giáo sư này kia nè. Phóng bự bự ra đó, chụp hình cái này đó rồi. Ok thì để mình ra mình coi thử coi coi có cái có nó có tặng thêm con gì không. Để coi nó có tặng mình con gì không. Không, nó không tặng con mới các bạn. Rồi ok, clip đánh boss của mình hôm nay tới đây tạm dừng ha. Nếu mấy bạn thích clip của mình thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.